Chào các bạn, quay trở lại với kênh Chili Kỳ. Thì trong thời gian qua, không biết sao chứ cuối năm cái việc nó dồn lại nhiều quá. Mấy hôm nay đi công tác không thì cũng nhín ra khoảng thời gian để sưu tầm video để gửi các bạn. Thì để hôm nay để thay đổi một chút không khí, thì Chili Kỳ đã cố gắng tìm hiểu và sưu tầm một số video ở một số nước ở Indonesia, Ấn Độ, vân vân, để gửi các bạn. Thì trong thời gian qua khi đọc một số comment, một số bạn để lại trên kênh Chili Kỳ, thì một số bạn nói rằng là tin rằng có ma. Tại vì sao? Tại vì chính mắt các bạn đã từng nhìn thấy trong quá khứ. Còn một số người thì chắc chắn trên đời làm có ma, ma quỷ đâu, dựng bị chuyện ghét thôi, vân vân. Thì vấn đề đó, vấn đề cá nhân của mọi người, tôi không bắt buộc mà ai tin hay không tin. Thì tại vì vấn đề bạn tin hay không tin, bạn không tin hoặc bạn tin, thì cái vấn đề mà ma quỷ tồn tại là cái lẽ riêng của nó. Nó không phải vì bạn tin hay không tin mà nó có không có. Thì do vậy tôi luôn tôn trọng cái quan điểm riêng của từng bạn. Và để không mất thời gian thì bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Viếng thăm căn nhà bỏ hoang hơn 2 năm qua tại vùng Aja thuộc thành phố Chennai, Ấn Độ là một đề tài được Anu Carbon chia sẻ cho trang Facebook cá nhân của mình như sau. Chúng tôi, không, nói đúng hơn là chỉ một mình tôi, đã đi khám phá ngôi nhà bỏ hoang này. Thật lố bịch khi nghe những câu nói trên đời này không có ma. Và thằng bạn Govinda của tôi là một trong những kẻ hô hào về việc đó nhiều nhất. Nhưng kể từ khi bà của nó mất, nó vẫn hay gặp riêng tôi và luôn kể về việc nó đã nhìn thấy bà nó xuất hiện như thế nào. Tôi rất hiểu cảm giác của nó lúc đó, bởi tôi tin rằng chết không phải là hết. Và đã từ rất lâu khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn đã mơ hồ nhìn thấy chú tôi hiện về trong ngày đám ma của chú ấy. Vì vậy với tôi, ma quỷ là hoàn toàn có thật. Và để chứng minh điều này, chúng tôi đã lên kế hoạch lịch hẹn và đi quay lại căn nhà bỏ hoang này. Nhưng rốt cuộc cả bọn đều nói rằng bọn chúng bận. Thực ra tôi biết rằng bọn chúng sợ đi đến đây. Một mình khám phá ngôi nhà này là điều mà tôi đang làm lúc này. Đi qua từng căn phòng và xem hết mọi thứ xung quanh. Rồi bất giác từ phía trên chân nhà, mờ ảo hiện ra một hình bóng trắng. Một hình bóng mà trong tiềm thức của tôi đã từng nhìn thấy. Và tôi biết rõ nó là gì. Còn bạn thì sao? Khu Resort Kuban thuộc vùng ven biển thành phố Semarang, nước Indonesia là nơi mà một máy camera an ninh đã quay được một điều ngoài sức tưởng tượng của con người. Ngay cả người bảo vệ trực tại đêm hôm đó cũng đã tỏ ra sửng sốt khi đứng nhìn những gì được máy camera an ninh quay lại. Trên màn hình máy tính có ghi mốc thời gian 4 giờ 20 phút ngày 19 tháng 6 năm 2016, cái khoảng thời gian mà người bảo vệ có tên Batian này đang trong ca làm việc của mình. Theo những gì anh ta cho biết, thì anh ta được nhận vào làm cũng chỉ được hơn 2 tháng qua. Nhưng kể từ khi nhận công việc bảo vệ làm ca sáng, anh luôn có một cảm giác lành lạnh đến khác thường, đặc biệt là khi đi xem xét ở khu vực này. Đã có một thời gian cách thời điểm này khoảng 1 tháng, khi có một chút men say trong người vào đêm hôm trước, anh đã thoáng chốc nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo hiện ra phía bên gốc những cây dừa rồi biến mất. Cho là bị hoa mắt, cộng với việc không được tỉnh táo vì trong người có một chút men rượu, nên Batian không để tâm đến việc đó nữa. Nhưng những gì anh ta đã chứng kiến trong lúc này đã cho Batian hiểu ra một điều đáng sợ rằng linh cảm của anh là đúng và những gì anh đã thấy là hoàn toàn có thật. Đó thực sự là một bóng ma mà anh đã vô tình nhìn thấy trước đây. Thank you.
Tại khu mua sắm Ameda thuộc thành phố Kochi, Ấn Độ, là nơi mà một người đàn ông có tên Mohabed đã nhờ các bảo vệ xem xét lại đoạn phim được camera an ninh quay lại vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 2017 để tìm xem ai là người đã lấy cắp ví của ông ta, bao gồm 1.000 đô Mỹ tiền mặt với những giấy tờ tùy thân quan trọng. Theo như những gì Mohabed cho biết, thì hôm đó ông có một số việc đột xuất cần đến thẻ ID để lập một tài khoản giao dịch, nhưng tìm mãi thì không thấy đâu. Sực nhớ là hôm trước ông đã đi vào khu mua sắm Ameda để ăn sáng. Chính vì vậy ông ta đã nghi ngờ mình đã bị ai đó trong đây móc túi. Và đây chính là lý do khiến ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhân viên trực máy camera an ninh tại khu mua sắm này. Và có lẽ ông ta không nên làm như vậy, vì khi xem lại đoạn phim này, ông đã sửng sốt khi biết được một điều rằng người vợ quá cố có tên Khunai, người mà ông đã từng hết mực thương yêu, chăm sóc và lo lắng, đã rời bỏ ông để ông lại một mình trên cuộc đời này vì căn bệnh ung thư gan hiểm nghèo. Nhưng Mohabed, ông ta đã đứng sững lại một hồi lâu và những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống vì ông biết rằng Khunai vẫn luôn bên cạnh ông kể từ khi cô ta trút hơi thở cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để ủng hộ chị Ly Kỳ, hãy like và chia sẻ video thật nhiều để giúp chị Ly Kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.